Lãnh đạo quận Cẩm Lệ và phường Hòa Xuân cũng vừa có buổi đối thoại với nhân dân phường Hòa Xuân trước kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị đối thoại, cư tri đã có nhiều ý kiến trao đổi một cách trọng tâm, thiết thực liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung ở vấn đề vệ sinh môi trường, cảnh quan trong khu dân cư, công viên khu hồ điều tiết E1, việc cấp căn cứ công dân còn chậm, về xây dựng các nhà họp cộng đồng phục vụ cho các hoạt động của nhân dân một số khu vực trên địa bàn. Kiến nghị lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư đường Trần Nam Trung, giao đường Mẹ Thứ. Những kiến nghị của cử tri được lãnh đạo quận và lãnh đạo địa phương tiếp thu giải đáp đầy đủ. Những vấn đề vượt thẩm quyền, quận sẽ đề xuất thành phố giải quyết và trả lời kết quả cho cử tri.